mình băng Queen chạy hơi lạc rồi Queen chạy hơi lạc rồi Queen chạy hơi lạc anh em ơi Không lạc như này lại hay Bởi vì đây là lạc giang Lạc xuống con nhà chính cả nhà Tiếp tục phải thêm mình băng nữa Hey, xin chào tất cả các bạn nhá. Và anh chào mừng các bạn đã đến với video của nhóc ngoài T. Mình nhóc ngoài T đây anh em ơi. Hôm nay thì uh, chúng ta sẽ quay trở về đó chính là cái chủ đề về qua cả nhà. Thì như các bạn biết được rằng là hiện tại chúng ta đang qua 7D đúng không nào? Uh, một trong những qua mà chúng ta kiếm huân chương, một trong những qua mà uh, rất là căng thẳng khi mà chúng ta bắt buộc phải đánh gần như là one hit đúng không nào? Còn hôm nay thì uh, nhóc mọi đây sẽ sâu qua một vài lượt các bạn nhá. Sâu qua một vài lượt một vài clan để xem rằng là các anh em đánh như thế nào rồi anh em nhá. Hiện tại thì mình đang ở clan Bắc Trung Lam các bạn này. Ơ uh, anh em clear cũng khá là ok ta. Ngày đầu tiên thì chúng ta thấy được rằng là anh em đánh 15 tơn 37 sao cái tỷ lệ mà cũng rất là ok các bạn nhé Cũng đá đưa với cái trận đầu tiên phát các bạn nhé Đá đưa với cái trận đầu tiên này Rồi chúng ta có ba lon dòng lửa bát peo Ok quá nhá Con bò đúng màng thương hiệu anh em Việt chúng ta đây rồi nhá Rồi có một cô lem vào luôn các bạn ạ Lữ tướng vào ra luôn Phế luôn từ góc 9 giờ Ok nhá Rồi chúng ta có một dòng điện này Có ba lon này như vậy là King Queen xuống rồi anh em ơi Lữ tướng Hoàng gia bị cấu Vậy là Lữ tướng Hoàng gia liệu là có thể kịp thời không Không kịp thời Hơi đen cho con Lữ tướng Hoàng gia Tí tí nữa thôi Bà Lon thì kịp lấy rồi Ok Vậy là chúng ta còn tí tí nữa đúng không Dòng lửa Đài quản giáo xuống rồi các bạn kìa Bà Lon Queen cũng đã gồng ở nhà nhá Queen cũng đã gồng rồi Ok rồi, Bà lon dòng lửa anh em này, tàu bay cứ thế là triển thôi đúng không nào ba lon dòng lửa chúng ta có cái gồng đại quản giáo đây là một trong những combo mà mình thấy rằng là rất đông đảo anh em game thủ chơi các bạn nhá thủ của tem đội bạn là super mion nhưng mà chúng ta có cái gồng đại quản giáo chính bởi vậy mà quân hội của chúng ta hoàn toàn đến đích đúng không nào thì lấy được nhà chính lấy được ít bâu thêm được có cái gì nữa nào thêm được khẩu ca anh em nhá bát peo rơi đã được đẩy xuống rồi à, và bây giờ thì chúng ta cứ kim chặt chẽ lại đó chính là con visa kia thôi Quá wow, ok, quá perfect các bạn ơi Bát peo rơi là còn quá nhiều Chúng ta vẫn còn bình băng nữa Như vậy là chỉ còn nguy hiểm nhất là cái con uh, Wiza góc dưới thôi anh em nhá Bây giờ thì bát peo rơi đến cái thời điểm này Thì nó gần như là chùm rồi Chùm rồi, nếu như không có Wiza Nếu như không có Wiza Không có cẩu đá và không có Đó chính là con uh, thì, gần như đúng thật là Nó là chùm rồi đúng không nào Quá ok anh em ơi Quá khỏe và quá tuyệt vời anh em nha Rồi Ờ, trận đánh mà cầm chắc ba sao trong tay rồi ba sao rồi anh em ơi tuyệt vời quá đúng không nào đó chính là bên anh em bắc trung lam bạn nhá ờ, hiện tại anh em bắc trung lam thì mình chỉ sâu được một trận thôi cũng không thể nào sâu được hết tất cả tất cả các trận mà đi các clan lan nữa đúng không nào như vậy thì chắc có lẽ rằng là sẽ không đủ tham mất rồi, đã đưa qua anh em uh, Phú Thọ Ten xem sao anh em nhá. Uh, hiện tại thì mình uh, lại chạy anh em ạ, lại chuyển rồi. Anh em uh, phú, uh, phú Thọ Ten thì hiện tại cũng đang ở giải đấu uh, đó chính là quán quân 3 anh em ơi. Ở uh, top 1 thì hiện tại vẫn đang còn để lại. Rồi như vậy là chúng ta có uh, một pha clear top 6 đến từ anh uh, Cảnh xem sao nào. Thì mình cứ vào Ờ uh, như vậy cũng là 3 lon uh, Dòng lửa anh em ạ. Nên thôi bỏ qua các bạn nhé Để xem có uh, một cái chiến thuật nào khác không đấy reo com nào có lẽ là su queen myler heo rồi không phải anh em ạ <laughs> nhưng mà đây đây lại có một cái chiến thuật à ba lon dòng lửa sáu super mion và chúng ta có một sấm sét và một động đất cũng vẫn là dòng lửa là chủ đạo nhưng mà chúng ta có cái chiến thuật mới rồi vẫn là phế lữ tướng hoàng gia trước nhưng trận đấu này thì anh <laughs> anh reo com ấy quyết định sẽ cho đó chính là con rồi đây rồi Lữ tướng hoàng gia sẽ có thêm đó chính là một bình băng à một bình uh, sấm sét và một bình động đất đúng không nào? Hơi tiếc là gặp lữ tướng hoàng gia thêm đội bạn. Có Mion vào các bạn kìa. Mion vào kìa. Hơi tiếc con Mion này nhẽ ra là phải ở tầm xa một tí đi nhỉ. Con Mion này nó được cái ưu điểm đầu tiên của nó là được cái tầm xa rất là lớn. Chính bởi vậy mà chúng ta lên tận dụng cái pha tầm xa đấy đúng không nào? Chúng ta vẫn còn 5 Super Mion, chín dòng lửa rồi bát peo rơi cả nhà nhá đâu rồi vậy là kinh hướng 12 giờ có queen luôn kìa kinh queen hướng 12 giờ anh em nhá dòng lửa rồi vào rồi vào rồi vào rồi có lại quản giáo anh em ơi như vậy là đây là trận đánh mà chúng ta chỉ có super mion và dòng lửa sẽ không có đó chính là những con balon nữa anh em nhá super mion kìa Rồi tàu bay vào các bạn ơi kinh cũng đã, đã gồng rồi chúng ta có gồng đại quản giáo super mion hết nội tại rồi những quả bom đen Quá gầy gắt, quá gầy gắt Dòng lửa hơi tản một tí tí Tàu bay đã đến thẳng nhà chính không Đến anh em ơi, đến rồi, đến rồi Rồi đại quản giáo bị mỏi chim cấu kìa Ui, vậy mà có thể ba sao sao Đến đây có cảm giác như quân Cảm giác như là hơi lạc nhỉ Rồi quân có cảm giác là hơi lạc lạc ta Bắt peo rơi đẩy gọi này Có thêm một golem băng Vậy là chúng ta thêm một golem băng nữa Rồi còn một bình băng nữa anh em ơi. Rồi như vậy là bắt bèo rơi cân tem anh ạ. <laughs> bắt bèo rơi cân tem các bạn ơi. Ok rồi. Bắt bèo rơi đến giai đoạn cuối này mà không có đa tia không có ra thì gần như là, là nó là perfect rồi anh em nhỉ. Gần như nó là perfect rồi. Tiếp tục rồi, bắt bèo rơi. Không nhiều mà cũng không ít, như vậy là đủ anh em nhá. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. A kìa, a kìa. Ui rồi ơi khá là dùng mình kìa đại quản giáo kìa đại quản giáo kìa ờ nhưng mà chúng ta vẫn còn queen chúng ta vẫn còn queen còn gồng à đây là một cái trận đánh mà có cảm giác là khá nghẹt thở cả nhà nhá khá nghẹt thở anh em ơi nhưng mà dù sao thì uh, vẫn là ba sao đúng không dù sao thì chúng ta vẫn là ba sao khi chúng ta vẫn còn hai con rồng lửa chúng ta còn uh, queen có quy ra mấy con Archer chơi cấu nói chung như vậy là đủ anh em ạ nói chung như vậy là đủ rồi rất là ok tuyệt vời rồi ba sao anh em ơi <laughs> ờ vậy là ok rồi anh em nhé có quả bom đen nữa kìa không sao đâu mất đi một con dòng lửa À, chỉ trả kinh kìa chỉ cần ăn cái mỏ vàng cái kho vàng này cũng như là cái đế nữa thôi là ba sao rồi còn mặc kệ con kinh đúng không mặc kệ chứ ai đi chém đâu đi chém con kinh này thì có mà mệt mỏi quá đúng không rồi hay quá các bạn ơi à, đang ngồi chém gió cùng với anh em mà tự nhiên lại có trận like kìa À, nhân tiện đây thì sâu luôn rồi cái trận like xem sao anh em nhá rồi chúng ta có Super queen mai Hawk đây rồi như vậy là super queen mai và heo ok ba giờ các bạn này đâu rồi đâu rồi để xem sao anh em nhá <laughs> có Yeti có quy ra các bạn nhá ngon quá lúc nào queen góc dưới có tàu bay đẩy luôn như vậy là đẩy tàu bay là khá sớm nhỉ tàu bay thì hơi rơi hơi lạc một tí đi Rơi hơi lạc anh em ạ, hơi lạc đường một tí đi Có lẽ rằng là đó là cái pha mà uh, Mình thấy rằng là anh, có lẽ rằng là Anh đang để con tàu bay để cho nó rơi tự do Anh em ạ, đó Quân hội này, Queen này Rất là khô máu khi anh không quyết định là Lém bịch lộ vào, cực kỳ là Khô máu các bạn ạ, rồi Dê đi, dê đi, phá thêm được nữa rồi Quan trọng là Queen có đi vào trong Hay không, nhưng mà theo cái hình này thì mình nghĩ là Không, Queen chạy hơi lạc Có thêm một con lem băng Vẫn bẫy bật luôn anh em ơi Khá đen, khá đen Chúng ta có bịch lộ vào rồi Chúng ta có bịch lộ vào rồi Thêm mình băng Queen chạy hơi lạc rồi Queen chạy hơi lạc rồi Queen chạy hơi lạc anh em ơi Không lạc như này lại hay Bởi vì đây là lạc giang Lạc xuống con nhà chính cả nhà Tiếp tục phải thêm mình băng nữa Tiếp tục phải thêm mình băng nữa đâu để xem nào Vẫn với tới Queen đổi chỗ thật nhanh nào Queen ơi Yêu lơ love... chuẩn bị mất Không thoát được rồi Hay rồi vậy lốc xoáy vẫn có thể nhá Vẫn có thể quả bom đen kìa Ui dồi ôi Queen còn cái gồng Queen còn cái gồng Vậy là chúng ta vẫn có healer x bầu mặt đất Queen gồng lên thì mình nghĩ rằng là có thể Đường trên thì sao Đường trên tại quản giáo cũng đã gồng rồi Ờ uh, ok Queen gồng rồi Mình đang mải con đường dưới thì đường trên thì cũng đã ok rồi anh em nhá lơ và heo kìa Đại quản giáo kìa Lữ tướng Hoàng gia có Tham của chúng ta còn hẳn một phút một phút đồng hồ để 30% còn lại rồi Có ba có siêu Bomb bom Tất cả mọi thứ có thêm cả Chờ Queen còn Hay quá Ồ oh. Nhưng mà có cảm giác là không ok lắm rồi thì phải Nữ tướng hoàng gia thì đã bị bắt rồi Queen thì cũng bị đốt rồi Không thả rồi anh em ơi Một cái trận like mặc dù đã hú hét hết mình rồi Nhưng mà uh, Không thể làm gì rồi anh em ơi <laughs> Không thể làm gì rồi Ok không thể làm gì anh em ơi, rồi không thể làm gì. <laughs> chúng ta cùng qua cái lan khác các bạn nhé. OK, uh, chúng ta cũng đã đưa đó chính là qua clan nha. <laughs> Long Thành qua các bạn ơi, uh, hiện tại thì mình vừa qua đấy là Long Thành qua cũng lại có một cái trận like anh em này, hay quá nhỉ, nhưng mà hơi tiếc đây là cái trận like đến từ uh, tem Trung Quốc thôi. Hiện tại thì anh em Long Thành Qua đang ở cao thủ 1 các bạn ạ <laughs> Mấy mùa nay anh em Long Thành Qua thua suốt thôi Từ quán quân 1 bây giờ xuống cao thủ 1 rồi Có lẽ rằng là ở trên đó cao quá chán anh em ạ Nên là xuống cao thủ 1 tìm đối thủ Rồi Yeah đi Yeah đi các bạn này à, Đây là cái pha đến từ uh, clan uh, tàu anh em nhá Level 24 có ba bi các kiểu là điểu kìa Thêm con uh, bà lon Như vậy là super đại quản giáo anh ạ Super đại quản giáo anh em này Rồi Super đại quản giáo Yeti Và 4 Yeti 3 wick 8 Bowler anh em nhá Cắt kiếc là sạch sẽ quá nha Còn bà bì quá sạch luôn anh em ạ Quá sạch luôn lấy luôn có tháp cung nữa kìa Ui con bà bì khỏe vãi cả nhà anh em ạ Ui con bà bị khỏe thế Vẫn còn chiến đấu Còn thở là còn phải đánh Ui đừng nói mình nó lấy lốt khẩu cá lông nha Rồi rồi Úi ôi. Đại quản giáo kìa Như vậy là đại quản giáo hơi bị lạc quân rồi Đại quản giáo bị lạc quân anh em ơi Xa quá xa quá Xa quá đại quản giáo bị lạc quân rồi Bây giờ một mình nó một một chiến tuyến rồi Một mình một chiến tuyến có bình trèo vào không nào Đại quản giáo có đi lên với quân đội không nào Đây rồi vậy lốc xoáy Có mô ta ba lòng Như vậy là cũng khá là hên cho tem đội bạn Khi mà mình cứ ngỡ rằng là đại quản giáo lạc quân cơ Ok quân đội ra này Có cái gồng đại quản giáo nhá như vậy là cái gồng đại quản giáo hoàn toàn hợp lý rồi đúng không nào xít nữa thì gồng chay chay bao bò, bò ấy chứ không có cái gì ấy chứ đúng không nào jt bầu lơ rồi thêm bình băng nữa như vậy là tem đội bạn đánh khá ít trèo rào ta chỉ có một bình trèo thôi anh em ạ à, chỉ có một bình trèo thôi jt bowler lơ khu trung tâm thì sao vẫn có bowler lơ này nhưng mà kia là cẩu đá đang chờ em nó Queen đang bị cấu có hưu lơ búp lại Kinh có anh em ơi Con healer cũng bị bắt này Kinh còn gồng Queen Queen vẫn còn Queen thấp máu Queen vẫn đang thở Queen vẫn đang chơi Rồi Queen thoát được rồi Queen lại căng máu đổ lại rồi anh em ơi Pha này thì nghi là Queen lại căng máu rồi Impeller một tia như vậy là xem đội bạn có gồng Phát lại không Tại sao không gồng phát thi đấu này nhỉ Gồng là hơi muộn cả nhà Gồng là hơi muộn Cái pha gồng đó nghĩa ra là phải pha một pha gồng sớm thì uh, cái con uh, một tia nó đốt vào con kinh rồi con kinh thì không có bình đằng hình mà chúng ta cũng chẳng có bình băng nào cả chắc chắn là phải có pha gồng sớm thì hay ok có những cái pha la anh em kìa ui rồi ôi liệu rằng có thể không hiện tại đang đánh vào anh anh vương ra các bạn ạ con wick này thì đam nó củ chuối lắm biết ngay mà trời ơi kìa 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 queen vẫn còn gồng anh em ơi queen vẫn còn gồng hữu lơ bị cấu queen gồng rồi Yêu lơ tiếp tục bị cấu vậy là chúng ta không còn cái gì cả cậu ồ oh, hết thảm <laughs> hết thảm anh em ạ hôm nay được cả hai trận live trực tiếp nhưng mà cả hai trận đều fail anh em ơi <laughs> để xem rằng trận ọp đến từ Đức duy các bạn ơi trận đánh ọp đến từ bạn Đức duy à, như vậy là chúng ta lại có ba lon dòng lửa và 5 bát peo cũng như là bốn bình băng hai bịch lộ anh em ạ chúng ta có dòng lửa ba lon anh em ơi rồi uh, 14 mười ba lon chín dòng lửa có ba bi có siêu bom có ba ba và có một con hai chơ uh, khớ, khớ nhiều quân ghê ta có ba lon vào luôn anh em này rỉa luôn con mô ta thêm ba bi nữa như vậy là chúng ta đang khùm góc khùm góc khùm góc anh em ạ <laughs> ừ, rồi có kinh có queen hay này để xem bạn ấy đánh đấm như nào nhá như vậy là phế kinh queen luôn đấy, anh em ạ queen bắt buộc phải gồng liệu kinh gồng lên có lấy được con mỏ chim không dòng lửa ba lon khung góc à, 12 giờ chạy qua 9 giờ anh em ơi cũng là một cái gì đó mình nghĩ là khá là ok anh em nhỉ khá là ok rồi dòng lửa ba lon ấy, anh em cả có tàu bay ui bị lộ rồi Chúng ta có thêm cái gì nữa nào Tàu bay băng vào rồi Cái gồng của đại quản giáo thì vẫn cứ còn anh em nhá Cái gồng đại quản giáo vẫn cứ còn Nòn nhá anh em nhá Như vậy là trận này cũng khá là perfect cái chứ nhỉ Cũng là khơ khớ ấy chứ nhỉ Ui dồi Rơi nhà chính rồi Dòng lửa Yeti yeah, tí. Yeah, tí phá nhà chính em ơi Lưu tướng hoàng gia như vậy là cũng đã gồng lên Phá luôn mấy con tecla Vậy là còn hai cẩu đá cả nhà Còn hai cẩu đá Bát bèo rơi cũng đã được lém Chúng ta vẫn còn bốn mình băng Đến cái hình cái vị như thế này thì mình nghĩ rằng hoàn toàn 3 sao rồi Băng và con đa tia Hoàn toàn hợp lý thôi Để xem bạn ấy pha này bạn đỡ như thế nào anh em nhá Pha này đỡ như thế nào đây Tiếp tục là băng vào con Visa Lém băng là cực kỳ là dày Cực kỳ là dày cả nhà Tiếp tục thêm mình băng nữa này Ngon rồi Ok perfect rồi Quá tuyệt vời anh em ơi Như vậy là bát bèo rơi còn nhiều dòng lửa Chúng ta thì vẫn còn bốn con Đại quản giáo có cơ bản nhất là đàn bát bát peo này thôi đúng không anh em còn đâu thì mọi thứ đều là ok hết cả mà anh em rồi chúng ta có ba sao rồi có ba sao rồi ngon rồi ba sao cả nhà nhá dòng lửa có anh em kìa ấy chà quả bom đen may không phải là quả bom đỏ bom đỏ thì lại bay hết màu uh, rơi mà chẳng sao cả nha Ok, thì uh, hôm nay uh, có lẽ rằng là mình xin uh, được off oh, cái video tại đây Hẹn cả nhà vào uh, những cái video lần sau anh em nhá Thì hôm nay uh, cũng không có gì cả Đây là cái qua lenger của các Lan thôi nhá như đây thì Lan yếu lắm các bạn ạ <laughs> là mình không quay Còn uh, mấy Lan trên thì anh em uh, thấy rằng là các anh em đánh đều perfect cả nhá Toàn những cái trận 3 sao, chỉ hơi tiếc là hay. hai cái trận like trực tiếp thì lại uh, không được 3 sao thôi uh, Hẹn tất cả anh em vào video sau nhá Và giờ thì xin chào hẹn gặp lại tất cả các bạn